Một smartphone ngon, bổ, rẻ, hàng chính hãng. Đừng quên ghé qua hệ thống Di Động Việt. Di Động Việt đang phân phối rất là nhiều dòng smartphone khác nhau với mức giá cực kỳ hấp dẫn dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Xin chào bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại Đại Nhạc Hội Kết Nối Cộng Đồng VinFast Toàn Cầu. Và ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái mẫu xe các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay cái mục đích chính của mình đến đây có hai lý do. Thứ nhất đó là gặp idol Sơn Tùng MTP với intro mới. Nhưng mà cái quan trọng hơn nó đến từ thứ hai, đó là mình muốn chiêm ngưỡng chiếc xe thứ hai, chiếc ô tô thứ hai của mình đến từ thương hiệu VinFast. Và em ở đây, VinFast VF9 các bạn ạ. Mình đã mong chờ mình được sờ vào VF này rất là lâu rồi. Và cuối cùng ngày hôm nay mình đã được sờ vào em ấy. Tất nhiên nó vẫn chỉ là một cái phiên bản trưng bày thôi, nó vẫn còn nhiều thứ cần phải hoàn thiện lắm. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà mình đứng cạnh cái con VF9 này này thì thứ đầu tiên mình phải choáng ngợp, nó là quá to các bạn ạ. Nó to một cách khủng khiếp ạ. Những cái bạn nào thì khi các bạn đứng vào đây các bạn sẽ thấy là ôi dồi ôi, nó to quá. Đặc biệt là cái bề ngang này, trời ơi nó to một cách khủng khiếp. Và dù là cái phiên bản Eco hay là cái phiên bản Plus á, thì mình thấy rằng là nó đều to như vậy. Wow, mà nhìn cái này nó rất là mạnh mẽ. Nói chung là nếu mà kể cả xe tải có gặp á thì cũng phải choáng ngợp với một cái thiết kế nó bề thế như thế này. Mình được sờ vào chiếc xe mà mình đã đặt trước rồi thì phải gọi là không có điểm gì phải bàn cãi luôn. Chúng ta có những cái thiết kế phải gọi là nhìn vào nó rất là mạnh mẽ các bạn ạ. Đây là cái phần radar cảm biến ha. Có rất là nhiều cảm biến bởi vì đây là một chiếc xe điện thông minh mà, nó có rất là nhiều thứ cảm biến hay. Đây là cái phiên bản, tất nhiên rồi, nó là cái phiên bản Plus. Thực ra trước đây á, mình có ý định là mình đặt, thực ra là trong cái danh sách của mình là mình đặt Plus cơ. Tuy nhiên có một cái vấn đề mà mình quyết định là mình sẽ không lấy cái phiên bản Plus này mà mình chuyển qua sử dụng cái phiên bản Eco. Đây, nó nằm ở đây này các bạn. Nó có cái cửa sổ trời các bạn ạ. Và hiện tại thì có vẻ như là cái cửa sổ trời này chúng ta sẽ không có thêm một cái tấm chắn nữa. Nhiều anh em sẽ nói rằng nó sẽ có kính cách nhiệt, nó sẽ có nhiều công nghệ lắm. Nhưng mà với một cái xe, các bạn hãy hình dung đây chỉ là một chiếc xe 1 tỷ rưỡi thôi, chứ nó không phải là một chiếc xe 5-6 tỷ để chúng ta mong chờ rằng cái phần này nó có thể cách nhiệt được tốt. Cho nên là mình quyết định là mình không lấy cái phiên bản Plus, bởi vì nó có một cái cửa sổ trời nó nhiều như thế này, nó to như thế này, mình không lấy được các bạn ạ. Và bên cạnh đó, khi mà mình càng nhìn vào phiên bản Plus này nhiều á, đặc biệt là mình nhìn vào cái khoang nội thất á, thì mình mới thấy rằng mình chọn xuống Eco nó hay hơn nhiều. Đây, các bạn hãy nhìn vào cái phần da này này. Khi mà mình nhìn vào cái da này á, thì mình thấy rằng nó rất là giống với cái chiếc VF8. Hôm trước mình có ngồi thử rồi. Thì với cái phần da này thì mình thấy rằng là nó hơi dễ dơ. Thực sự là nó hơi dễ dơ. Cái phiên bản Eco mình có xem rồi á, thì da nó khác. Xíu nữa mình sẽ quay cho các bạn ha. Nhưng mà cái da đó nó phù hợp hơn. Xíu nữa mình sẽ giải thích cho các bạn là tại sao mình thấy nó phù hợp. Còn cái phần vô lăng nhìn vào nó rất là đẹp các bạn ạ. Thật sự là nhìn vào cái khoang nội thất này, nó sướng. Ước gì đến cái ngày mà mình có thể là lấy chiếc xe này về, mình sẽ chạy ra ngoài đường và nói thật với một cái thiết kế nó bề thế như thế này thì mình có chạy á ngoài đường á, những cái xe khác cũng phải né thôi. Đây, bây giờ mình thấy đứng này, ở đây này, mình sẽ, ôi trời ơi, nó rất là to các bạn, thực sự là rất là to. Chúng ta có cam này, còn ở phía sau thì đẹp, đẹp miên man. Nếu để so với Carnival á, thì mình thấy rằng là cái thiết kế này nó đẹp hơn nữa. Mình thích cái thiết kế của VF9 hơn là cái Carnival đấy. Một cái điểm rất là tinh tế nha, cái gắn mửa phía sau á sẽ đặt ở dấu ở đây này. Đó, đặt dấu ở đây. Đây là cái điểm mà mình thích, nó rất là tinh tế các bạn ạ. Thực sự là nhìn vào nó rất là đẹp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang với cái phiên bản Eco. Đây, mình sẽ chỉ cho bạn phần da của nó hoàn toàn khác. Đây, mời bạn Khang Editor. Cái phần da này này, mình nhớ không nhầm là trong cái catalog á, thì cái phần này nó không phải là da thật, nó là giả da các bạn ạ. Nhưng mà nó sẽ sạch hơn, nó dễ vệ sinh hơn so với là cái phiên bản Plus đầu kia. Thực sự là như vậy. Khi mà mình sờ vào á, mình thấy nó giống với chiếc Lắc A phiên bản tiêu chuẩn của mình. Sờ vào nó thoải mái hơn khá là nhiều. Mình thì năm sau mình sẽ đón
em bé. Cho nên là khi mà các bạn cũng hiểu mà, chúng ta có em bé đúng không, thì thường là một cái xe mà có em bé thì chọn một cái nội thất nào mà dễ vệ sinh nhá, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và đó là lý do mình thấy rằng là cái việc mà mình chuyển từ Plus xuống Eco nó có cái lý do cũng rất là hay. Thứ nhất là nó không sổ trời, thứ hai là cái phần ghế này này nhìn vào đấy, cái da này nó rất là ổn. Chỉ có một cái điểm mà mình không thích đó là cái họa tiết ở cái mâm á. Thực sự là cái họa tiết cái mâm này nó chưa được đã lắm. Nếu khi mình về thì có lẽ là mình sẽ phải phay lại một chút xíu nữa, mình sẽ phải làm lại cái mâm hoặc là mình sẽ phải thay thế cái mâm khác, nhìn vào nó đẹp hơn. Quá đẹp các bạn ạ, quá đẹp và nó quá to luôn ạ. Thực sự khi mà nhìn vào đây nó to một cách khủng khiếp luôn. Toàn bộ cái phiên bản này mình thấy nó đẹp, chỉ có duy nhất một cái thứ thôi mình chưa thích thôi, chưa ưng đó là cái thiết kế cái mâm này. Còn lại mọi thứ thì không có điểm gì phải chê cả. Đây, với một cái phần này nữa này, mình thấy rằng là khi mà chúng ta mở có vẻ như là cũng chưa quen lắm đúng không? Khi mà chúng ta mở thì đây, ấn vào đây, mình ước gì mà về có một cái bên gara nào hoặc có thể độ lại thì mình sẽ mang đi độ. Tức là kiểu như là mình đến gần á, nó thò ra, mình mở nó ra thì ok. Tất nhiên là cái phiên bản Eco hay Plus á thì chúng ta sẽ có thêm cái option đó là cửa hít. Mình thấy là cửa hít cũng hay, bởi vì kiểu như là mình có con nhỏ á, mình không muốn bé thức giấc á, thì có cửa hít vào, nó hít vào một cái nó sẽ dễ dàng, mình không đánh đóng cái cục đó. Quên một điểm nữa rất là hay, cái con VF9 này nó rất dày các bạn ạ. Đây các bạn thử mình, nó dày khủng khiếp luôn, nó dày cỡ này này các bạn. Mình sẽ lấy cái điện thoại của mình cho mình đo rồi. Đây, nó dày tầm này, trời ơi nó dày ngang ngửa tầm này này, quá dày luôn. Phía sau cũng vậy, thực sự thì với thiết kế như thế này quá đẹp, không có điểm gì phải chê cả. Chỉ có chê chứ là nó hơi thấp, mặc dù mình không phải là một người cao nha các bạn, mình không phải là một người quá cao đâu, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ở phía sau này nè, nó chỉ khoảng 1m6 thôi. Ở phía sau cái đuôi á, mình chỉ là một người cao 1m64 thôi, 1m465 thôi. Và đây các bạn hãy thử đây, đây mình sẽ đo thử lên cho các bạn nhé. Đúng rồi, khoảng 1m660 thôi, hoặc là thấp hơn nữa nha. Thì mình thấy là cái đuôi này nó hơi bị chuồi xuống một tí xíu, nhưng mà nếu mà nó sử dụng hệ thống treo khí nén á, thì cái việc mà chúng ta nâng hạ nó cũng dễ hơn rất là nhiều. Chúng ta cũng cần hiểu đây là một chiếc xe điện, và nếu mà nó quá cao thì nó cũng không phải là một điều hợp lý lắm đâu, bởi vì pin mà cao nó sẽ bị trông chênh đó. Và mọi thứ không có điểm gì phải chê cả bạn ạ. Nói chung là hôm nay mình mục đích đến quan trọng nhất á, bên cạnh cái việc là ngắm Sơn Tùng, thì mình muốn xem cái chiếc xe thứ hai, xe ô tô thứ hai của mình sẽ mua của bên nhà VinFast. Quên gì đây, đây ở đây còn có cả tên của mình các bạn ạ. Đó, có nghĩa là những cái chủ xe không biết là hồi nãy của em tìm ở đâu bên nào. Đây Trần các bạn ơi. Rất là nhiều tên chủ là những cái công ty á thì cũng sẽ có ở đây. Còn bên này thì chiếc VF8 phiên bản thường thôi. Mình thấy là cái phiên bản thường của VF8 nó dùng da này nó cũng hợp lý hơn rồi, chứ còn dùng cái phiên bản da kia chán lắm, thật sự là rất là chán các bạn ạ. Ok, và đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái chiếc VF9, cái xe mà chắc chắn là chiếc xe thứ hai mình sẽ mua của bên nhà VinFast. Tất nhiên đây là xe điện rồi, xe ô tô rồi, chứ còn xe điện thì mình cũng đã mua 2 chiếc rồi, xe máy điện mình đã mua 2 chiếc rồi. Không biết là các bạn có suy nghĩ gì thì có thể là comment ở phía dưới của video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì bye.